bên trái vòng sau. Gào. Sau những thành công trong suốt 8 năm tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, đơn vị công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ Sudan và Nam Sudan. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Trong số 10 năm quốc gia mà có cái đội công binh thì Liên Hợp Quốc đã chọn Việt Nam là cái nước để mà triển khai đội công binh trong cái thời gian tới. Thì điều này chứng tỏ là cái năng lực của đội công binh của chúng ta, cái vũ khí trang bị mà được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tạo điều kiện để Việt Nam có được, để Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam có được, thì đây là những cái cơ sở rất là tốt để Liên Hợp Quốc chấm điểm và đánh giá rằng chúng ta là đơn vị xuất sắc nhất trong số 15 cái đơn vị mà của các quốc gia khác. Cái nhiệm vụ của chúng tôi là tham gia hỗ trợ phái bộ UNIFAR đảm nhiệm những cái công trình đường cơ động cho phái bộ, rồi xây dựng các cái công trình nhà ở cho lực lượng phái bộ UNIFAR, cũng như là bảo đảm một số cái nội dung về điện rồi thì nước, xử lý môi trường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã dự kiến sẽ tham gia các hoạt động nhân đạo như là khoan giếng để bảo đảm nước sạch cho phái bộ cũng như là cho nhân dân bản địa. Để chuẩn bị cho hoạt động này, 184 sĩ quan công binh của chúng ta đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ về thể lực mà còn về kiến thức, năng lực, trình độ tiếng Anh và hợp tác quốc tế trong suốt 5 năm. Dự kiến cuối tháng 4, đội công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức lên đường đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ UNIFA, IBA